Theo thông tin từ Bộ Y tế về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm được 10.312.960 liều, trong đó có hơn 7 triệu mũi 1 và hơn 3 triệu mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 77,2% và tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine là 36,2% dân số từ 12 tới 17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 71,5% và 22%, miền Trung là 59,8% và 23,6%, Tây Nguyên là 72,5% và 1,4%, miền Nam là 91,1% và 63,9%.